Võ Lâm Ngũ Bá, tiếng tranh trong cốc vắng. Nguyên lai cha của anh em Âu Dương Liệt là một tội phạm của Tống Triều, bị đẩy đến Tân Cương xung quân, lấy vợ người Hồi, sinh ra hai anh em Âu Dương Phong. Nên tuy hai người thuộc về dòng Hán, nhưng phần nửa có máu huyết của người Hồi. Anh em Âu Dương Phong lớn lên vì tánh từng quen thói cường hùng, không chịu nổi nếp sống thanh khổ, nên mới gia nhập vào giới hướng mạ thảo khấu, chuyên việc cướp của đốt nhà. Trong lần đi ăn hàng, anh em Âu Dương Liệt vô tình cướp đoạt nhầm một số lễ vật gả công chúa của vua Hồi. Hồi Vương mới cả giận, liền phái đại đội binh mã đến tiểu trừ. Anh em Âu Dương Liệt phải dắt nhau vào núi sâu để trốn tránh sự truy tầm của quan quân. Chẳng ngờ qua cơn biến thì lạc cả lối về. Hai anh em cố sức tìm kiếm phương hướng, nhưng dòng dã 7-8 ngày trời, lương thực bên mình đã cạn mà vẫn chưa tìm thấy lối cũ. Hai anh em phải ăn cây củ cỏ cùng săn bắn chim muông để đỡ dạ. Nhưng khổ nỗi lúc ấy và tiết cuối thu, mà Thiên Sơn là một dãy núi trùng điệp, ngoằn nghèo trên 3.000 dặm, mõm núi lúp xúp, mút đầm như biển cả, quanh năm tuyết phủ trắng xóa. Huống hồ cuối thu tiết trời trở lạnh, tuyết rơi lác đác, khí lạnh thấu xương. Cỏ cây bị che lấp dưới sâu, cho đến điểu thú cũng vào hang ẩn tích, chẳng thấy tăm hơi đâu. Hai anh em Âu Dương Liệt chẳng còn gì để mong đỡ lòng, thật chẳng khác nào hãm vào nơi tuyệt địa. Hai người núp vào trong động đá hoang tịch, vừa đói, trơ mắt mà nhìn cái chết từ từ kéo đến. Âu Dương Liệt là người có huyết tính can đảm, bèn mới bảo em: "Này Phong đệ, tuổi anh lớn hơn em 10 tuổi, sống hơn em trên thế gian đã nhiều, chết không còn ức hiếp gì nữa. Em còn trẻ sức mạnh, hà cớ phải chết một đợt với anh, quá vô lối như thế. Hay là em cởi áo ra trên người anh, mặc thêm vào người, lấy tất cả lương thực còn lại của phần anh, bỏ ra khỏi sơn động tìm đường đào xanh vậy." Âu Dương Phong chưa kịp đáp lời thì từ cửa động có tiếng xào xạc liên tiếp, rồi từ bên ngoài bò vào một vật trắng long lanh như tuyết. Âu Dương Phong vội quay nhìn mừng rỡ, buột miệng kêu lên: "Đại ca, Bạch gia, chúng ta có vật đỡ long rồi." Vật vừa bò vào quả đúng là một con rắn trắng như bạc, dài độ 8 tấc, lớn cỡ ngón tay. Vốn ra trong động giá tuyết, trong núi bao nhiêu rắn rết côn trùng đều tìm chỗ ẩn mình để tránh một giấc đồng miên. Còn rắn trắng này lại có thể hoạt động trong giữa tiết đông, kể ra cũng là một chuyện lạ kỳ. Âu Dương Liệt liền bảo: "Phong đệ, mặc là rắn trắng hay rắn đen, tóm cho nó được để ăn, cố kéo dài sinh mạng." Âu Dương Phong gật đầu tán đồng, rút ngọn đào bén nơi lưng ra, đập mạnh vào sống dao của quái vật. Đấy là một sự khôn ngoan của gã, vì gã biết rõ loài rắn chịu đựng rất bền, nếu dùng lưỡi dao chặt ra làm đôi, nó có thể với hai khúc của mình bị chặt đứt, bỏ trốn đi hai nơi. Một chút chẳng khéo còn có thể bị nó cắn phản trở lại, chết mà không kịp ngáp. Nên Âu Dương Phong cố tình dùng sống dao đập lên mình rắn, nó sẽ nổi điên lên mà phải cất cổ lên để mổ. Âu Dương Phong chỉ đợi có thế, lẹ làng buông rơi thanh đao, tay trái lẻ như chớp quẩy tròn một cái phía dưới mang con rắn, đồng thời gót chân cũng lẹ làng đạp lấy phía dưới đuôi của con rắn này. Và như vậy con rắn Bạch Xà đành cho mình vận cứng xương sống mà chịu, không sao vùng vẫy hắn cắn mổ được gì nữa, chỉ kêu khè khè, chiếc lưỡi nhọn đỏ như máu trông rất dễ sợ. Anh em Âu Dương Phong thấy con Bạch Xà ấy mình trắng như tuyết, chỉ nơi phía dưới bụng từ đầu chí đuôi có 5 lằn sọc đỏ như sợi tơ máu. Âu Dương Liệt thất thanh kêu lên: "Ui chà, quả là con Thiên Sơn Bạch Long đấy." Thì ra loài rắn Bạch Long là danh sản quý giá của núi Thiên Sơn. Kỳ thật chỉ có một loài rắn có màu trắng khác với hơn đồng loại, mật của nó gọi là Bạch Long Đảm, quý giá vô ngần, dùng vào y dược có thể cải tử hồi sinh. Các vua chúa Trung Nguyên trước nay thường bắt buộc chư hầu miền Tây Vực hàng năm cung hiến Bạch Long Đảm, đủ thấy nó là vật quý báu, hiếm hoi vô cùng. Song vì Bạch Long không phải dễ tìm như loại rắn tầm thường, sự hoạt động của nó cũng khác hẳn đồng loại. Vì những giống rắn thông thường đến mùa đông đều chui rúc trong các hang hốc kín đáo để ngủ giấc đông miên, còn Bạch Long ở Thiên Sơn thì trái lại, tới mùa đông tuyết giá mới ra khỏi ổ để tìm thực vật. Thử nghĩ trừ những kẻ tham lợi liều mạng ra, còn ai chịu mạo hiểm tính mạng lặn lội trong mưa tuyết cắt ra để vào tuyệt địa Thiên Sơn tìm Bạch Long bao giờ? Hai anh em họ Âu trong lúc thúc thủ trở chết, chẳng ngờ vô tình bắt được một con Bạch Long xa, kể ra phúc quả còn dài. Âu Dương Liệt liền bảo Âu Dương Phong: "Phong đệ, anh em ta số mạng còn dài,
nên gặp con bạch long xà này. Chúng ta mà mổ mặt của nó ra để đỡ đói trừ lạnh, sau đấy ta ăn thịt và huyết nó thì không còn sợ khí trời lạnh lẽo. Đấy là trời thương tình ban cho anh em ta đấy, mau ra tay. Âu Dương Phong nhờ lời nói của anh thức tỉnh ngay, lập tức tay nắm chặt cổ rắn, tay kia móc thanh dao găm sắc bén bên người ra, nhắm ngay bụng rắn vạch một đường dài. Nơi chỗ da rách liền lòi quả mật rắn ra, mỗi người nuốt một nửa. Sau đấy cắt đôi thân rắn ra, mỗi người chia nhau nửa phần, vừa mút lấy máu vừa nhai ngấu nghiến thịt sống của rắn, rất ngon lành. Hai anh em họ Âu ăn xong con bạch long xà, độ một thời gian sau bữa cơm, cảm thấy từ đan điền xông lên một luồng khí nóng, chạy luôn khắp châu thân. Tinh thần bỗng chốc phát triển lạ thường, chân tay ấm áp trở lại, bên ngoài động gió tuyết ngất trời cũng chẳng biết lạnh là gì. Âu Dương Phong mới cả mừng nói: "Đại ca, chúng ta có cơ hội sống sót rồi, mau ra khỏi động tìm đường trở về." Hai người đội tuyết ra khỏi sơn động thẳng về phía trước. Lúc ấy bọn họ không còn cảm thấy lạnh bao nhiêu, mặc cho gió tuyết quật vào da mặt, trong cơ thể vẫn ấm áp như đang ở bên cạnh lò sưởi. Đi suốt một ngày một đêm vẫn không thấy đói gì. Trong mưa tuyết lờ mờ, Âu Dương Phong phát giác phía trước mặt có một cốc núi thâm u. Phạm những thâm cốc trong núi đều là nơi tránh gió rét mưa tuyết rất tốt. Hai anh em bèn dảo chân đi về phía thâm cốc, quả nhiên không ngoài ý liệu, hai người vừa vào được thâm cốc, cảm thấy khí lạnh, gió tuyết đã giảm đi phần nào. Dưới gốc cây cỏ vẫn còn rậm rì xanh um, khác hẳn với bên ngoài cốc. Âu Dương Phong mừng rỡ: "Đại ca, chúng ta sắp đến chỗ có người ở đó." Âu Dương Liệt liền đảo mắt nhìn khắp đáy cốc, thấy nơi phía dưới đèo núi xa xa hiện ra hai mái nhà tranh. Hai anh em đều mừng rỡ, hướng về phía có nhà ở lầm lùi đi tới. Tới nơi thấy nhà không đèn đóm gì cả, tối mù mù như căn nhà hoang, hai cánh cửa tre khép hở chứ không đóng chặt. Âu Dương Liệt tánh khí hung bạo, chẳng chút nể nang, lấy tay đẩy mạnh cửa phên tre. Bùng một tiếng, từ bên trong phên cửa ào ra một luồng âm phong, chạm với khí trời bên ngoài, nhẹ lên một tiếng, khí lạnh xói buốt vào da thịt, khiến hai người đều nổi da gà lên cùng mình. Hai anh em họ Âu Dương giật mình kinh hãi, vội nhảy tót sang hai phía, rút đao cầm tay để phòng có vật gì quái dị từ trong nhà ra chăng. Nhưng qua một hồi, bên trong nhà vẫn tối mù vắng hoe, chẳng nghe động tĩnh gì khác. Âu Dương Phong mới bảo gan, lấy đá lửa bùi nhủi ra, bật lửa đốt lên soi rõ mọi vật trong nhà. Hai anh em Âu Dương Phong mặc dù gan dạ bằng trời, cũng không khỏi kinh sợ đến tóc râu dựng ngược lên. Bên trong gian điều tranh ấy để một chiếc bàn vuôn vức, trên bàn chất đầy từng đống sách da dê, bùi bám chất đầy. Phía sau chiếc bàn là một chiếc giường cũ. Trên giường có một đạo nhân ốm khắc khổ đang ngồi xếp bằng tính tọa, tựa như một tượng người phơi khô, chẳng phải là người. Mắt thụt vào bên trong, dường như bị móc đi cặp mắt nhãn, giống như cái sọ người bọc da bên ngoài, nửa người nửa quỷ. Âu Dương Liệt cố lấy sức can đảm: "Tên đạo nhân rừng rú kia ở đâu? Làm gì ẩn núp trong lều tranh? Người đi ra đây, hoặc may đại gia còn châm chế cho phần nào, bằng không thì máu ông sẽ chảy lập tức." Réo luôn hai ba hiệp, đạo nhân kia vẫn ngồi yên bất động. Âu Dương Phong liền lượm một viên đá nhắm ngay giường cỏ trọi liền. Bột một tiếng khô khan, viên đá trúng phóc ngay giường. Thế mà đạo nhân vẫn trơ trơ không chút phản ứng. Khi ấy Âu Dương Phong la lên: "Đại ca, gã đạo nhân này chết rồi." Âu Dương Liệt nhảy tuốt vào trong, thấy đạo nhân ấy quả đã chết từ lâu rồi. Mình mẩy khô rắn lại như đá, mọi đồ vật trong nhà đều hư mục cả. Theo đó mà đoán thì đạo nhân ấy chết chẳng biết là bao lâu rồi, nhưng không hiểu vì sao thì hải không thối giữa lại khô rắn như một tượng đá. Lương khô bên giường đã ẩm ướt mục hư, vừa đụng tay đã nát thành bụi vụn, đồ đạc dụng cụ cũng mục rệu, trừ đống giấy da trên còn khá một chút. Âu Dương Liệt thuận tay cầm lấy một tấm da dê lên xem, lấy trên da dê viết đầy chữ Hán, bèn kêu em: "Phong đệ, em coi là sách gì, đọc cho ngu huynh nghe." Âu Dương Phong bẻ vải thanh tre trên vách làm thành một cây đuốc, cầm tấm da dê đến bên ngọn lửa, thấy trên thành thứ nhất để bốn chữ khái tự: "Ngũ độc kỳ kinh". Bên trong cuốn sách toàn là phương pháp và khẩu quyết luyện công, lít nhít dày đặc có chữ, có cả hình đồ lăng nhăng rối mắt. Sau cùng có một trang riêng biệt kèm vào qua quyển vở nội dung như sau: "Bần đạo là ngũ độc chân nhân Khương Thái Hư, sanh tại phía hữu sông Chiết. Bình sanh ngưỡng mộ học thuyết của Huỳnh Thạch Công, Lão Tử. Nghe đồn Bạch Đà Sơn miền Tây Vực có chân tiền nên không ngại vạn dặm lộ trình đến đây. Nào ngờ tới nơi chẳng thấy một người, ban sơ ngỡ là tiên nhân lánh mặt,
chẳng chịu gặp nên cố lưu lại nơi củng cốc này lấy lương khô nước suối qua ngày. Tình cờ trong thạch huyệt khám phá được ngũ độc kỳ kinh, mở ra đọc thử mừng rỡ như điên, quên ăn quên ngủ, dốc sức nghiên cứu hơn 3 năm trời mới nghiền ngẫm thông suốt. Hạ sơn nhiễu thế, giết người vô số, đến tuổi về già. Mấy năm gần đây, trong mộng thường thấy năm quỷ vô thường, tóc xóa máu me đầy người, khóc than đòi mạng. Một chút nghĩ lầm, gây thành sai lớn, muốn vứt bỏ ngũ độc kỳ kinh nhưng chưa được, muốn hủy bỏ độc kinh dạ lại chẳng đành, nên uống mật công rừng tự tận. Hậu thế ngẫu gặp thi hài kẻ bạc số, xin hỏa táng tấm xác tàn lẫn kinh độc, đừng để lại gì hại thế nhân, công đức thật là vô lượng. Thái hư tuyệt bút. Âu Dương Liệt dị mọ từng chữ, đọc hết tâm huyết thư mới rõ được đôi chút. Vị đạo trưởng chết trên giường kia là Khương Thái Hư, uống mật công hủy mình. Căn liều tranh này dựng lên giữa nơi cùng âm bế khí, do đấy mà thi hài qua mấy mươi năm vẫn không giữa nát. Âu Dương Phong cầm lấy quyển ngũ độc kỳ kinh, lật qua mấy trang, bất thần vỗ bản la lên: "Này đại ca, bổn chân kinh này có chỗ dụng lớn lắm đấy, nói không chừng..." Câu sau cùng chưa nói hết, bỗng rắc rắc mấy tiếng vang lên. Chiếc bàn rượu mục kia bị sức cái tay đập mạnh của Âu Dương Phong liền sập ngay xuống đất, gãy bà gãy năm từng miếng. Nhưng tấm sách da dê rơi đầy trên mặt đất. Vừa vặn từ bên ngoài phên cửa, một cơn gió chốt thổi lên, hốt hơn mấy mươi trang da dê bay ra khỏi cửa. Âu Dương Liệt chu chéo lên to: "Không xong, gió chốt kỳ kinh bay rồi, chạy theo lượm lại mau." Hai anh em tuôn ra khỏi cửa, vừa chạy vừa bỏ bốn chân tám cẳng, thu nhặt những tấm da dê rơi vãi trên mặt tuyết trắng. Nhưng vì gió núi quá mạnh, hai anh em đã nhặt được 7-8 trang trở về, còn 5 trang nữa bị gió cuốn bay mất tung luôn. Anh em Âu Dương Liệt dậm chân thiết rẻ, chắc đưỡi liên hồi. Chính vì thế mà Tây Độc Âu Dương Phong tuy liệt trong danh hạng ngũ bá, nhưng là kẻ yếu nhất trong 5 người. Chỉ cậy vào những xà độc xà trùng bằng môn ngoại đạo thuật để chống đỡ với tài nghệ chân chính của tứ bá thôi. Trận gió thổi 5 tấm da dê ấy rất có quan hệ cho nhân vật trong ngũ bá sau này. Hai anh em họ Âu sau khi nhặt nhanh xong các tấm da dê còn sót lại, bèn đóng kín cửa phên. Sau đó đem từng trang da dê kia lại thành một quyển, trừ 5 tấm bị gió cuốn thiếu đi, 7 trang còn lại cũng tạm gọi là đầy đủ một bộ ngũ độc kỳ kinh. Hai người thay phiên nhau đọc suốt từ đầu đến cuối quyển kỳ kinh một lượt, cảm thấy khá nhiều hứng thú vì nội dung quyển kinh bao la vạn thuật công phu. Từ luyện công đến luyện quyết, đủ cả nội ra ngoại trang, phương thức tập luyện chỉ dẫn rảnh rẽ từng chi tiết. Lại còn có cả cách thức nuôi rắn độc, huấn luyện mãn xà, cùng những pháp chế luyện độc dược, thậm chí những mật phương lạc thú giữa nam nữ nơi phòng the, tầm bổ hút tinh cũng đều ghi chú hết sức tận tường. Hai anh em họ Âu như gặp được kỳ chân dị bảo, bắt đầu từ hôm đó lưu lại luôn ở Bạch Đà Sơn Cốc để luyện môn độc công. Đầu tiên hai người đem thi hài ngũ độc chân nhân hỏa táng sau núi, sau đấy dạo quanh khắp sơn cốc một lượt, thấy nơi đây đất đai phỉ nhiêu, hoa trái thạch mộng, thú rừng dẫy đầy, khả thể nuôi sống được hai người. Âu Dương Liệt và Âu Dương Phong an lòng tạm trú trong liều tranh, một mặt săn bắn trồng tỉa qua ngày, một mặt chuyên cần nghiên cứu độc kinh. Hai anh em vốn có căn bản võ thuật, thiên tánh săn độc như sải lang, luyện một công phu bằng môn tả đạo ấy rất hợp với cơ bản, nên tấn bộ nhanh hơn người thường, trong vòng 10 năm đã trở nên hai tay tuyệt kỹ kinh người. Cách đấy vài năm sau, một vùng Tây Bắc bỗng xuất hiện hai tên đại đạo vô hình, lúc ẩn lúc hiện giữa vùng sa mạc Oa Bích, giết người đoạt vật, còn hung tàn hơn cả bọn Sơn Lâm Hướng Mã. Lúc đến khi đi, hành tung bí mật khó lường, nhưng lương dân bị giết hại, cho đến thi hài cũng biệt tích luôn. Đồng thời nơi Bạch Đà Sơn Cốc hoàng liệu bỗng xuất hiện mấy tòa cung điện nguy nga như hoàng cung vua chúa. Trong cung điện, vô số nam nữ tỷ nữ các nơi mua về, cho đến những cô tóc vàng mắt xanh da trắng như ngọc từ xứ Âu Châu đem về bán cũng có. Căng sắc giống mỹ nữ khắp xứ, gần như đủ cả trong tòa cung điện ấy. Theo lời thương khách buôn bán trong Bạch Đà Sơn về thuật lại, thì chủ nhân của cung điện ấy xa hoa sung sướng còn hơn các bậc vương hầu. Trân châu bảo thạch còn nhiều hơn cả sao trên trời. Vàng bạc đầy rẫy, kho phòng như núi, dường như không phải là cảnh giới của nhân gian, mà nó là độc đảo thiên giới. Còn Âu Dương Liệt vì sao mà chết, và do đâu mà Âu Dương Phong lại lên kế vị chức Bạch Đà Sơn chủ, thì Ngọc Động Chân Nhân không sao hiểu nổi. Ngọc Động Chân Nhân sau khi nghe Âu Dương Phong thổ lộ tên tuổi, hắn biết là một ma đầu chứ danh ở Tây Vực,
Chân nhân vốn chẳng muốn giao du với tà đạo, nhưng lỡ cùng y gặp mặt, chuyện trò khó thối thoát được, đành phải ngồi xuống cùng y qua loa vài lời cho khỏi mếch lòng nhau. Hai người cùng ngồi đối diện nhau trên phiến đá cách xa nhau một trượng. Âu Dương Phong bèn lên tiếng: "Ngu hạ lần này không ngại ngàn dặm xa xôi đến đất Miêu Cương, trừ sự thu nhặt trứng rắn đem về Bạch Đà Sơn ấp dưỡng ra, còn muốn kết giao một số dị nhân ẩn tích mai danh lên Thâm Sơn Tuyệt Lãnh. Đạo trưởng xả thân đạo sĩ, đối với công phu thổ nạp hẳn là tinh thông lắm." Ngọc Động chân nhân rúng động trong lòng, cúi đầu chấp tay chậm rãi: "Nào có như thế, bần đạo cũng chẳng qua được biết một vài phép thô thiển thôi." Âu Dương Phong nói tiếp: "Đạo trưởng không nên khiêm tốn, tại hạ đối với thuật nội công có ít nhiều nghiên cứu, chỉ hiềm thiếu cao nhân chỉ điểm. Hội đốc hai mạch làm thế nào mới có thể tương thông với khí hải nơi đan điền, mong đạo trưởng ban lời chỉ giáo." Hai câu nói bình thường thuận miệng thốt lời y, khiến Ngọc Động chân nhân không khỏi giật mình đánh thót. Vì phàm luyện võ công phải biết luật nội ngoại ngũ hành. Nội ngũ hành là tâm can tỷ phế thận, ngoại ngũ hành là thân tay đầu mắt chân. Nếu một người luyện tới mức nội ngoại hành câu thông nhau thì bản lãnh có thể đổ ngã núi non. Mỗi cái nhấc tay đỡ chân hoặc chỉ cái xỉa tay cũng có thể giết người trong khoảnh khắc. Âu Dương Phong lại hỏi cách câu thông hai mạch đốc với khí hải ở đan điền, chính là câu thông với thận và bao tử hai tạng. Mà trong ngũ tạng thì tỳ tạng thuộc kim, thận thuộc thủy. Trong hai hành kim và thủy có một lối câu vô hình của trời đất, là một chướng ngại khó câu thông nhất với các nội gia vận khí nội công. Nếu như thông được cây cầu trời đất ấy, bản lãnh kể như đã tuyệt đỉnh cao thâm. Hội chính là hội âm, đốc là đốc mạch. Hai nơi huyệt đạo đó đều ở thân người, nơi cuối đường xương sống suối mông. Hai huyệt đạo ấy nếu có thể câu thông với khí hải nơi phần bụng, bằng như là đem được chân khí chân kình nửa phần dưới vận tất cả vào hai cánh tay, truyền ra bàn tay và ngón tay, thì những công phu nội ngoại như mã ngưu khí, hỗn nguyên công cùng kim cang chỉ hay là nhất thiền chỉ rất dễ luyện thành. Ngọc Động chân nhân thành quả của nội công đã đạt đến mức lưu hỏa thuần thanh. Đối với điểm võ học trọng yếu ấy, làm gì chẳng thông suốt. Nhưng vì thấy Âu Dương Phong cử chỉ lạ thường, lời ăn tiếng nói rất trược, ngạo mạn, không phải là người trong chính phái. Hơn nữa, hai người bất quá chỉ mới gặp nhau một lần, đâu có thể đem khẩu quyết nội công liên quan đến tính mạng võ ra mà tùy tiện cho người biết một cách bừa bãi. Nên Ngọc Động chân nhân khẽ lắc đầu: "Thần không phải với Âu Dương Sơn Chủ, vì nội công của bần đạo rất thô thiển, đâu đáng khoe tài thì dạy ai. Cái gì gọi là hội đốc câu thông đan điền, bần đạo quả tù mù chẳng hiểu, mong Âu Dương Sơn Chủ chỉ giáo thêm cho bần đạo." Âu Dương Phong hết sức bất mãn, dùng giọng mũi hừ một tiếng, tay áo trái phất trở ngoài, mường tượng như dùng tay áo phủi bụi trên một phiến đá. Kỳ thật đã kẹp theo một luồng cương khí hùng mạnh đẩy ập vào kẻ đối diện. Nếu Ngọc Động chân nhân chẳng vận khí kình chống đỡ, tất phải rớt khỏi tấm bàn thạch. Ông vội trầm khí đan điền xuống, hạ bản thân dùng phép thiên cân trụy, định thân hình vững như đá núi. Trưởng lực của Âu Dương Phong đẩy tới, toàn thân Ngọc Động chân nhân vẫn y nhân bất động. Âu Dương Phong bèn cười lên: "Đạo hữu quả đúng là kẻ đại trí giả ngu, tài cao vở ra rốt. Song Âu Dương Phong này nhất ý cầu học nghề hay, do lòng trí thành chứ không ngoại ý. Nếu đạo hữu chẳng tin lời, ngu hạ có chút lễ vật gọi là..." Nói đến đây, bèn từ trong túi lôi ra một sâu minh châu màu sắc lung linh. Quả là loài dạ minh châu giá đáng liên thành, rực rỡ hào quang. Sâu ngọc ngước độ 20 viên, mỗi viên lớn bằng trái nhãn. Chỉ cần một viên thôi, suốt đời cũng sung sướng ấm no. Âu Dương Phong giơ cao sâu chuỗi ngọc và nói tiếp: "Nếu đạo trưởng bằng lòng chỉ dạy Âu Dương Phong, thì sâu minh châu này xin kính dâng đạo trưởng gọi là lễ tương kiến. Còn mời đạo trưởng đến tận Bạch Đà Sơn Cốc cùng chung hưởng tiêu diêu lạc thú của nhân gian. Đạo trưởng có thể cởi bỏ lớp phong trần để thưởng thức thế giới thiên đàng của tệ xá." Ngọc Động chân nhân thấy y ngang nhiên đem vật ngọc ngà trần tục để lung lạc mê hoặc mình, liền biến ngay sắc mặt phủi áo: "Lời của Sơn Chủ sai rồi, bần đạo là kẻ xuất gia cầu đạo, tuyệt bỏ lợi danh tham dục. Âu Dương Sơn Chủ lại dùng vật ô uế này để dẫn dụ kẻ xuất gia, chẳng lẽ định phá hoại giới thanh hạnh thanh tu của tôi sao? Đạo chẳng đồng nên chẳng giao kiến, bần đạo xin tả từ nơi đây." Ngọc Động chân nhân nhìn thấy Âu Dương Phong là người hạ tiện vô cùng, lòng ra lại lăng độc hiểm ác, nên chẳng muốn lôi thôi, bèn đứng dậy cáo biệt.
Âu Dương Phong thấy Ngọc Động chân nhân không bị mình lung lạc, bèn cười lên gian hiểm, xách cây đàn tranh đứng dậy, cất tiếng cười âm trầm. Đạo trưởng, rượu kính không uống, đòi uống rượu phạt à? Ngọc Động chân nhân chưa kịp đáp lời, Tiêu Dương Phong bỗng ngậm vần nội kình, bứt đứt dây vàng xỏ ngang chuỗi mình trâu, vung tay giải một cái, 20 viên ngọc quý thẳng băng một đường, tựa như một chuỗi sao xẹt, lửa hoa bay vút ra. Mỗi viên ngọc đều nhắm chuẩn yếu huyệt trên châu thân Ngọc Động chân nhân lao nhanh tới. Chân nhân tay trái đang phe phẩy, chợt thấy Âu Dương Phong đem ngọc quý thế cho thiết đạn bắn vào người mình theo tuyệt kỹ mãn thiên sái kim tiền, trong lòng không khỏi nổi giận, tay áo cuốn lên một cái, phất trần tay phải đảo vung loằng loáng vù vù lên mấy tiếng. 20 viên ngọc nhanh mạnh như những ngọn đạn sắt kia đều bị ngọn phất trần của chân nhân cuốn gọn lại, vận hết sức rũ một cái, từng viên ngọc quý rơi trên mặt đất, vang lên những tiếng kêu nho nhỏ và nát biến như bột vụn. Âu Dương Phong biết rõ công phu dùng phất trần để đánh bể những viên ngọc quý vừa rồi, Ngọc Động chân nhân vừa sử dụng tên là Ưng Lạc Quần Nha, là tuyệt kỹ tinh hoa trong kim cang nội gia công, tức thì đổi ngay sắc mặt tươi cười, vòng tay nói: Cam thất lễ, tại hạ nhất thời lóa mắt, không biết đạo trưởng là vị cao nhân, bụng đầy tuyệt kỹ nên múa díu qua mắt thợ, thật hổ thẹn vô cùng, mong được tha thứ. Ngọc Động chân nhân thấy y đã nói thế, không nỡ là mất mặt đối phương nên cũng ôn tồn quý đầu: Vô lượng thọ Phật, Âu Dương Sơn chủ quá lời thôi, xin tái kiến. Ông vừa quay bước người đi, thình lình sau lưng nghe vù một tiếng, rồi có một vật binh khí xé gió, kèm theo hai tiếng dây đồng u u rất lạ tai, nhắm ngay lưng mình quét xả tới. Thật là một sự đột kích vừa nhanh vừa mạnh, không thể lường trước được. Ngọc Động chân nhân chẳng ngờ nổi Âu Dương Phong sâu hiểm độc ác đến thế, lửa giận ông bốc cao lên, không còn vị nể gì nữa. Ông lại biết rõ khí giới của Âu Dương Phong đang dùng chính là cây đàn tranh quái dị, mà cây đàn tranh của y dùng thép dòng đúc thành, dây huyền là bằng gân nai thật giả, có thể thay thế khí giới tấn công kẻ địch, ông dù muốn tránh cũng chẳng kịp nữa. Ngọc Động chân nhân chỉ có cách quay phắt người lại, cánh tay phải gạt mạnh trở ra. Chân nhân định bụng dùng nội lực kim càng kình lấy sống bàn tay bẻ cây thất tranh của Âu Dương Phong, sau đấy trả lấy lại một đòn sát thủ để y nếm mùi lợi hại. Ngờ đâu cây thiết tranh của Âu Dương Phong lại tầm phóng bên trong, đầu tranh có lưỡi gà, đầu lưỡi gà có gắn hai con rắn giả đúc bằng chất nhuyễn can, thoa lên lớp sơn đen in hệt như rắn thiệt. Miệng rắn lại có hai chiếc nành thép sắc bén tẩm luyện trong nọc rắn độc, có thể tự động tả ra táp, y như rắn thật cắn phải vậy. Ngọc Động chân nhân chẳng dè cây đàn tranh lại giấu thứ ám khí rất người kia, cánh tay trái vừa chạm phải cây đàn tức thì vút vút hai tiếng xé rứt không khí. Từ trong cây đàn bỗng bắn ra hai vật lạ giống như đầu rắn, chinh vào phía sau bả vai một cái đầu nhói. Liền khi cảm thấy nơi chỗ bị chích vừa ngứa vừa tê, chân nhân lập tức biết ngay là một phút vô ý bị chúng phải ám khí của tên ma đầu. Lửa giận càng sung tim, quát lên như sấm: Quần vô sỉ, bần đạo cùng mi liêu mang. Miệng quát, tay đã vú ra trượng quét chéo vào người Âu Dương Phong. Âu Dương Phong thấy mình được thế, đắc ý cười lên như điên, nhảy lùi ra sau, nhanh như một cơn gió băng mình qua gộp đá chạy lùi vào rừng sâu. Ngọc Động chân nhân căm hận cực cùng, tay phải vung mạnh đuôi phất trần, quay ngược như mũi phiêu thương lao vun vút vào phía lưng của gã ma đầu. Âu Dương Phong lẹ như cắt lùi tuốt vào rừng, tràn về một phía, đuôi phất trần lao vào chẳng trúng, ghim sọc vào một thân cây rừng, cán phất trần lún sâu vào thân cây trên nửa thước. Âu Dương Phong luồn sâu vào rừng, cất cao giọng nói vọng lại: Lão thầy chùa Mũi Châu còn định ăn thua với ta, chỉ một giờ sau là mì đã mất mạng rồi đấy, lẹo mà tìm chỗ chôn thây đi. Ngọc Động chân nhân sực nghĩ lại cũng phải, mình đã trúng ám khí của đối phương, nếu còn đuổi theo giao đấu dùng sức chạy nhảy thì lại càng nhanh chết, vì nếu cùng đối phương giao tay huyết mạch càng gia tốc để lưu chuyển khắp châu thân, độc khí và tim phổi công phạt càng mau hơn, một giờ đồng hồ sau là ngã chết chẳng phương cứu chữa. Ngọc Động chân nhân nghĩ thế bèn lớn tiếng quát mắng: Tặc tử, bần đạo cũng biết người dưng kẻ lạ, chẳng oán chẳng thù, người lại đang tâm hạ độc thủ ta như thế này, còn mặt núi nào mà tự xưng tông sư miền Tây vực, thật là quân tồi bại xài lang. Âu Dương Phong từ bên trong rừng cười lên khanh khách: Tuy ta hạ độc thủ hại mi, nhưng trên người ta vẫn còn thuốc chữa, nếu mi muốn còn mạng cũng dễ, chỉ cần đưa ra yếu quyết nội công thế nào để câu thông nhận tì hai tạng, khai xuyên cái cầu thiên địa của bản thể, ta sẽ lập tức chữa người hết độc ngay.
còn có thể hóa địch thành bạn, chết sống hài lòng, tùy ngươi chọn lấy. Y càng cười, Ngọc Động chân nhân nghe lửa giận càng sông cao, cảm thấy nơi bộ phận ngứa ngáy của vết thương dần dần lan rộng ra xung quanh, sau bả vai nhức người như bị trăm ngàn con ong lộc đang đốt cắn phải. Ngọc Động chân nhân giọng căm hận nói: Âu Dương Phong, mi tưởng dùng thủ đoạn đê tiện hèn hạ ấy có thể bức bách ta phải khai yếu quyết nội công cho mi à? Bần đạo dù chết chí vẫn không sờn, ta bỏ mạng chứ không chỉ dạy tên học trò đê tiện và vô sỉ như mi. Hơn nữa ta vẫn có thức có thể giải độc được, mi đừng có lầm. Nói đoạn quay người dùng thuật lục địa phi hành chạy vun vút ra khỏi sơn cốc, ròng rã một đêm hai ngày mới vào đến địa phận thành Đại Lý. Nhưng vì sức đã cùng lực kiệt để tranh thủ với độc tố đang lan dần trong cơ thể, tới bờ tường hoàng thành thì thần trí đã mê man, giờ hôn giờ tỉnh, nên vừa gắng sức thoát khỏi rào tường đã từ trên mái ngói lăn rớt xuống đất, nhưng vẫn còn cố định được trí nhớ nhờ Đoàn Cẩm giúp mình chạy chữa vết thương. Đoàn Cẩm sau khi nghe xong giận đến tóc tai dựng ngược, hận không được tức thời đến Mãng Thương Sơn tìm Âu Dương Phong để trả hận. Thank you.